cuối N, tiên, tờ, yên, tiên. Âm đầu tờ, âm chính ia, âm cuối N, yên, ia, N, yên. Âm chính ia, âm cuối N, liên, miên, yên, lành. Triền, triện, yến, sào. Ờ, hiền, gặp, lành. Chúng ta luyện đọc phần vần và mô hình. Mời em. Yên, yên, nở, yên, âm chính, yên, âm cuối, nở, yên, tờ, yên, yên, âm đầu, tờ, âm chính, yên, âm cuối, nở, yên, yên, nở, yên, âm chính, yên, âm cuối, nở. Chúng ta luyện đọc tiếp phần các tiếng phía dưới. Mời em. Liên miên, yên lành, triền thiện, yến sào, ở hiền ngập lành. Liên miên, yên lành, triền thiện, yến sào, ở hiền ngập lành. Liên miên, yên lành, triền thiện, yến sào, ở hiền ngập lành. Liên miên, yên lành, triền thiện, yến sào, ở hiền ngập lành. Liên miên, yên lành, triền triện, yến sào, ở hiền ngập lành. Liên miên, yên lành, triền triện, yến sào, ở hiền ngập lành. Liên miên, yên lành, triền triện, yến sào, ở hiền ngập lành. Liên mời các em đọc cả trang. Cô đọc mẫu. Yết, ia, tờ, yết. Âm chính, ia, âm cuối, tờ. Yết, ia, tờ, yết. Âm chính, ia, âm cuối, tờ. Yết, biền, biệt. Yết, yết, kiến. Yết, giá. Tiết, lộ. Xiết, nợ. Biệt, thự. Yết, thị. Biệt tâm, biệt tích. Chúng ta luyện đọc phần vần và mô hình. Mời em. Yết, yết, tờ, yết. Âm chính, yết, âm cuối,
đọc tiếp phần các tiếng phía dưới. Cô mời bạn Đức Nguyên. Yết giá, tiết lộ, xiết nợ, biệt thự, yết, yết thị, việt tăng, việt tích. Yết giá, tiết lộ, xiết nợ, biệt thự, yết thị, việt tăng, việt tích. Yết giá, tiết lộ, xiết nợ, biệt thự, yết thị, biệt tăng, biệt tích. Cô đọc mẫu cạn, kiệt, nghiệt, ngã, kiên cố, nghiền ngẫm, biển Nha Trang quanh năm xanh, màu xanh đặc biệt. Ngoài biển xanh là đảo tre, đảo yến, sát liền mặt biển là bãi cát trắng tinh, kề đó có hàng phi lao yên ả. Hàng năm khách du lịch từ các miền đổ về bãi biển Nha Trang tham quan và nghỉ mát. Biết thân biết phận. Chúng ta luyện đọc phần tiếng phía trên bài đọc. Cạn kiệt, nghiệt ngã, kiên cố, nghiền ngẫm. 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 Để luyện đọc bài biển Nha Trang, cô hướng dẫn các bạn chia đoạn. Đoạn 1 bắt đầu từ biển Nha Trang cho đến kề đó có hàng phi lao yên ả. Đoạn 2 từ hàng năm cho đến tham quan và nghỉ mát. Chúng ta luyện đọc nối tiếp câu. Cô mời bạn.
Biển Nha Trang, biển Nha Trang quanh năm xanh, màu xanh đặc biệt. Ngoài biển xanh là đảo Chê, đảo Yến, sát liền mặt biển là bãi cát trắng tinh, kề đó có hàng phi lao yên ả. Hàng năm khách du lịch từ các miền đổ về bãi biển Nha Trang tham quan và nghỉ mát. Biển Nha Trang quanh năm xanh, màu xanh đặc biệt. Ngoài biển xanh là đảo Chê, đảo Yến, sát liền mặt biển là bãi cát trắng tinh, kề đó có hàng phi lao yên ả. Hàng năm khách du lịch từ các miền đổ về bãi biển Nha Trang tham quan và nghỉ mát. Chúng ta luyện đọc đoạn. Mời em. Biển Nha Trang, biển Nha Trang quanh năm xanh, màu xanh đặc biệt. Ngoài biển xanh là đảo Tre, đảo Yến, sát liền mặt biển là bãi cát trắng tinh, kề đó có hàng phi lao yên ả. Hàng năm khách du lịch từ các miền đổ về bãi biển Nha Trang tham quan và nghỉ mát. Biển Nha Trang quanh năm xanh, màu xanh đặc biệt. Ngoài biển xanh là đảo Tre, đảo Yến, sát liền mặt biển là bãi cát trắng tinh, kề đó có hàng phi lao yên ả. Hàng năm khách du lịch từ các miền đổ về bãi biển Nha Trang tham quan và nghỉ mát. Tổ 1. Cuối cùng của Trang. Mời em. Biết thân biết phận. 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 Trong bài Biển Nha Trang, bạn nào tìm được tiếng có vần yên? Mời em. Thưa cô Biển. Em thưa cô là Yên ạ. Cảm ơn. Chiến. Tốt. Thưa cô Yến. Giỏi. Thưa cô Liền. À, rất giỏi. Mời em. Thưa cô Miền. Rất giỏi. Thưa cô Biển. Tìm cho cô một tiếng có vần yết. Bạn nào không? Mời em. Theo cô Biển. Tốt. Các bạn đã làm việc rất tốt. Cô khen các bạn. Để chuẩn bị sang việc 4, cô mời các bạn cùng thư giãn giữa giờ. Cô mời Bảo Phúc. Mời các bạn thể dục giữa giờ. Mời các bạn đứng. Out.
chúng ta bắt đầu việc 4. Cô đọc đoạn cần viết. Biển Nha Trang. Biển Nha Trang quanh năm xanh, màu xanh đặc biệt. Ngoài biển xanh là đảo Tre, đảo Yến. Sát liền mặt biển là bãi cát trắng tinh. Kể đó có hàng phi lao yên ả. Chúng ta luyện viết một số tiếng khó. Cô mời một bạn lên bảng cùng viết với các bạn. Cô mời bạn Ngọc Nhi. Quanh năm. Quanh năm. Đặc biệt. Đặc biệt. Phẩy. Kề. Kề. Không, vẫn đủ, vẫn đủ. Một tiếng. Phẩy. Sát liền. Mời các em nhận xét giúp cô bài của bạn Ngọc Nhi. Cô mời Minh Châu. Em cho cô bạn biết đúng rồi nha. À, cô cảm ơn bạn. Mời các bạn đọc bài của tớ. Quanh năm đặc biệt kề sát liền. Cô khen, cảm ơn em. Với bài này em trình bày như thế nào? Cô mời bạn Huyền Trang. Em cho cô tên bài của bài Biển Nha Trang cách lề đường ô. Tiếng đầu tiên của bài cách lề đường ô ạ. Biển Nha Trang. Xuống dòng. Biển Nha Trang.
quanh